rồi đi đầu tư bất động sản ở khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn về Vinhome Ocean Park này để mà sinh sống và hưởng thụ. Đó là cái câu nói của rất nhiều đại gia ở Vinhome Ocean Park 1 này, đặc biệt là khu đảo Ngọc Trai. Nó siêu đẹp. Nhiều quý anh chị nói với tôi rằng là những chủ nhà đấy, nói với tôi rằng là anh chị và cô chú cũng đã đi đầu tư khắp nơi, ví dụ như Bình Dương, Bình Phước, rồi Phú Quốc, đấy, rồi những cái khu đặc khu kinh tế như Vân Đồn và Quảng Ninh ấy. Thì nhưng cuối cùng chốt lời cái năm 2021 thì đến bây giờ và đây mua một cái căn góc là hơn 100 tỷ để về đây ở và sinh sống, mà chúng tôi đang hỗ trợ chủ nhà ấy để cải tạo những cái căn biệt thự này. Ba căn anh em ạ, này một này, đấy, và hai căn và ba căn, căn trong khe này nhé, khe này có một căn nữa. Đấy thì rất là mong muốn được kết nối với tất cả quý anh chị, có thể là cung cấp cái sản phẩm của Vinhome này đẳng cấp cho quý anh chị có thể về đây hưởng thụ tuổi già của mình hoặc cái mức sống của mình ở đây. Hầu như đại đa số là những người có hàng trăm tỷ đồng họ ở đây ấy. Thì tại sao mình có mà mình không chọn lựa chọn cho mình những cái nơi đẳng cấp như thế này để ở, đúng không? 24/24 giờ đều có an ninh, có bể bơi trong nhà và bể bơi ngoài nhà. Đấy thì rất là mong muốn được kết nối với tất cả quý anh chị nhé, để quý anh chị có thể đến đây trải nghiệm cái cuộc sống của họ, hoặc là muốn đến đây ghé thăm cái không gian ở đây thì hãy liên hệ với tôi nhé, để tôi có thể giúp đỡ quý anh chị vào đây xem cái không gian ở đây như thế nào ạ, đúng không ạ? Rất là đẹp, 24,5 ha cái hồ này nhé. Và quý anh chị có cảm nhận như thế nào hãy để lại cái bình luận bên dưới nhé.